nguồn EVP dòng Hyper-K với công suất trên bàn mình đây là 600, mã HP600, và ngoài ra còn có những công suất như là 500 và lên đến 700 nữa. Những chiếc nguồn dòng Hyper của FFP thì có chất lượng build rất là tốt, hoàn thiện rất là cao, đẹp và cũng như là chắc chắn, và nó sẽ phục vụ tốt cho những cái bộ máy của mọi người tùy theo những cái công suất mà nó mang lại. Em này thì sẽ có thiết kế kiểu đường single rail cộng 12 cộng với cáp sệt SATA, nó rất là phổ thông, và đây dây màu đen rồi, rất là đẹp nha. Mã HP600 trên màn mình đây thì là chuẩn 80 Plus Standard có R nhá. Nói chung là công suất của nó sẽ vẫn đạt khoảng cỡ 85%. Với các dây kết nối, chúng ta sẽ có một dây nguồn này, một dây CPU 4+4 pin này, một dây VGA 6+2 này và hai dây SATA. Thế thì chiếc nguồn này sẽ phù hợp với những chiếc bộ máy mà có cạc màn hình chỉ có một nguồn phụ 8 pin thôi nhá. Và nếu như các bạn đang có một bộ máy tiêu thụ công suất khoảng cỡ 300 đến 400W thì hãy thử mẫu nguồn Hyper-K HP600 này nhá.